bạn thân của Trấn Thành bị liệt nửa mặt thực hư tin đồn ra sao. Thời gian gần đây, sức khỏe của ca sĩ Trịnh Thăng Bình là chủ đề được người hâm mộ rất mực quan tâm. Trước sự lo lắng từ người hâm mộ, ca sĩ Trịnh Thăng Bình đã chấn an khán giả về tình trạng sức khỏe hiện tại như sau. Xin chào mọi người, sáng mình đang tập gym gánh tạ thì nhận được rất nhiều tin nhắn của anh chị em bạn bè hỏi thăm. Mình cảm ơn mọi người đã quan tâm nhưng cho phép mình cập nhật về tình hình sức khỏe cho mọi người yên tâm nha. Từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, sức khỏe của mình có những dấu hiệu không được tốt lắm nhưng vì lịch trình công việc và cũng hơi ỉ lại vào sức khỏe nên mình vẫn hoạt động bình thường. Đến khi mình thật sự thấy không ổn thì mình quyết định đi khám bệnh thì nhận được kết quả là do mất ngủ kéo dài và vài lý do khác dẫn đến việc mình bị đau nửa đầu và tê một bên mặt và lưỡi không phải bị liệt nửa mặt nha mọi người. Mình nghĩ đây là triệu chứng chung của căn bệnh này. Được biết, sau thời gian điều trị và nghỉ ngơi, từ đầu tháng 6 năm nay, sức khỏe của bạn thân Trấn Thành được hồi phục đáng kể. Hiện tại nam ca sĩ đang khỏe và có thể hoạt động bình thường nhờ áp dụng chế độ tập luyện khoa học trong thời gian gần đây. Trịnh Thăng Bình dần xuất hiện trở lại trong những sâu diễn và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nam ca sĩ hứa sẽ cập nhật thêm về sức khỏe của anh để mọi người được yên tâm. Những chia sẻ của Trịnh Thăng Bình đã chấn an fan hâm mộ. Khán giả hy vọng nam ca sĩ giữ sức khỏe để quay trở lại sân khấu và công hiến cho nghệ thuật.